cho 17,7 gam hỗn hợp gồm có kẽm và sắt, có tỷ lệ mol tương ứng là 1,2, tác dụng với H2SO4 loãng. Tính thể tích hydro thoát ra điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng muối thu được. Rồi, đây là một câu hỏi khá là hay. Nếu người ta cho phần trăm khối lượng thì gặp rồi, tỷ lệ khối lượng gặp rồi, nhưng bây giờ cho một yếu tố mới hơn là tỷ lệ mol thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì bài toán này chúng ta sẽ không bao giờ tính được mol cả, đó là khẳng định đầu tiên. Như vậy không tính được mol thì ghi phương trình, nếu tính được mol trước thì tính, còn không thôi ghi phương trình. Kẽm và sắt, cả hai thằng này đều đứng trước hydro, do đó tác dụng được với HCl và H4 loãng. Ta nhắc lại cho bạn này, khi bạn cần nàng may áo có sắt có chrome này em nha, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Đây, vùng mà tác dụng được với HCl và H4 loãng là từ kali cho đến tiết, còn từ chì ra đi là không tác dụng em nha. Như vậy đây mình nhìn thấy này, sắt và kẽm chúng ta nằm trong vùng khi bạn cần nàng may áo giáp, thiếu giáp em nha. Sắt và kẽm chúng ta nằm trong vùng tác dụng, do đó cả hai thằng này đều tác dụng với H4 loãng cả. Được chưa? Phương trình như sau. Ở đây em sẽ tạo thành ZnSO4 cộng cho H2. Đây là number 1. H2SO4 chúng ta tạo thành FeSO4 cộng cho H2. Đây là Dr. Thành. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta hai phương trình như thế này. Và đây người ta cho rõ luôn. Khối lượng ở đây là 17,7 gam, gồm có kẽm và sắt. Và tỷ lệ mol tương ứng. Tương ứng có nghĩa là gì? 1 là thuộc về kẽm và 2 thuộc về sắt. Đó gọi là tương ứng, hiểu chưa? Như vậy theo đề cho là mol kẽm chia cho mol sắt là bằng 1/2. Rồi, xử lý bài toán này như thế nào? Bạn nào làm được giúp thầy nào? Thầy nhờ Châu được không Châu? Nó giống như tỷ lệ khối lượng hồi nãy em. Bây giờ trong hai thằng này thì em chọn, em gọi khối lượng của một, số mol của một thằng đi, thì thằng còn lại sẽ là gì? Châu đâu rồi? Được bài toán em bà Huy. Nào bạn nào xử lý được nào? Nào thầy mời Thùy đi. Không hiểu, bỏ qua. Thầy không hỏi em nữa, thầy hỏi người khác. Đức đi. Sai, mon. Thôi, bỏ. Ý tưởng này không được quý. Thầy là người thực dụng, nhìn thấy cái gì thì nói cái đó. Đừng, ý em đang là chuyện về tỷ lệ khối lượng đúng không? Đúng không? Và cuối cùng tỷ lệ khối lượng cũng về tỷ lệ mol. Tại sao có mol rồi không gọi đi mà tự dưng là chuyển về khối lượng nhỏ, đúng không? Thì bài này khá là đơn giản em, dựa vào tỷ lệ mol 1,2 này. Như thầy đã nói là trong hai thằng thì mình sẽ gọi thằng nhỏ nhất, ở đây là kẽm. Nếu tỷ lệ là mol là 1,2 thì gọi mol kẽm là ít mol, thì mình sẽ suy ra được mol của Fe. Mol Fe là tỷ lệ là 1,2, để được tỷ lệ 1,2 tại đây ít thì đây là 2x mol. Em ráp vào đây đi, x chia cho 2x thì đúng bằng 1/2 không? Ở đây đúng không? Nó đang có mol thì rất là đơn giản. Nếu người ta cho tỷ lệ khối lượng mình còn muốn chuyển về tỷ lệ mol nữa à? Tự nhiên em đang tỷ lệ mol em chuyển về tỷ lệ khối lượng, chuyển về tỷ lệ mol nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều về tỷ lệ và khối lượng, hiểu không em? Bây giờ đó rồi, em nói ý em là em đang suy luận về kiểu cái bài toán trước đó gì nữa. Không được, theo thầy thì chúng ta, người ta cho gì thì dùng cái nấy đi, đừng cố gắng suy luận nhiều quá. Em nhìn thấy bài toán đơn giản không? Cái đó em tính bình thường như nữa. Cái đó em có này, em có khối lượng của kẽm cộng khối lượng của sắt, đúng không? Bằng 17,7 gram. Được chưa? Còn Thùy đâu? Thùy hiểu nhưng mà Thùy nói kiểu gì nó vấp quá Thùy ơi. Đầu tiên phải gọi ra chứ, chưa biết ít đâu ra em nói tự dưng nói ra không ai hiểu gì hết, hiểu không? Em hiểu ý Thùy nói không à? Rồi ok. Khối lượng của kẽm là 65 nhân cho x. Khối lượng của sắt chúng ta là 56 nhân cho 2x và bằng 17,7. Em tính cho thầy x bằng bao nhiêu? Ở đây thầy tính nó bằng 0,1, không biết các bạn tính bằng bao nhiêu không biết. Rồi 0,1 thì dựa vào đây thầy sẽ có này, thầy suy ra được mol ở đây, mol kẽm. Mol kẽm là bằng x và bằng 0,1. Mol sắt là bằng 2x, 2 nhân cho 0,1 là bằng 0,2 mol. Rồi xong rồi em. Rồi sau khi có hai thằng này rồi, nhiệm vụ của thầy trò chúng ta là đi tính thể tích hydro, đúng không? Và khối lượng muối. Chúng ta tính thể tích hydro trước. Thể tích hydro thì mình tính như sau. Hydro nó nằm ở cả hai phương trình, đó là phương trình số 1 và phương trình 2. Thì bây giờ mol hydro sẽ bằng tổng hydro ở 1 cộng cho mol hydro ở 2. Được chưa nào? Mol hydro ở 1 thì theo phương trình nó đúng bằng mol kẽm. Đây, 11 này. Mol hydro ở 2 thì đúng bằng mol sắt. Và mol kẽm đã có, mol sắt đã có. 01 cộng cho 02 thì đây mình tính là bằng 0,3 mol. Cái đó chúng ta tính được thể tích hydro, lấy 0,3 nhân cho 22,4. Các bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? (6,72). Các bạn có hiểu được không ạ? Thầy Văn có gì không thầy Văn ơi? Hãy tôn trọng người ta, để người ta ra, người ta cho cái gì thì xài cái đó. Được chưa Đức ơi? Rồi bây giờ yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được. Muối thu được có hai muối. Rồi bây giờ tại phương trình 1 thì mình có mol ZnSO4 bằng mol của Zn. Mol Zn của chúng ta là bằng 0,1 mol. Cái đó em tính cho thầy khối lượng của ZnSO4. Chúng ta lấy mol là 0,1 nhân m lớn, kẽm 65, lưu huỳnh 32, oxy 16 nhân 4. Tính cho mình bằng bao nhiêu bạn ơi? Bằng 16,1 gram. Tiếp, chúng ta đi tính mol của FeSO4. Ôi Thầy Văn đâu, hỏi xíu. Anh Vũ là anh hỏi em hả? Dạ đúng rồi thầy. Anh mới xin thầy học mà không biết anh học như thế nào em. Dạ học cũng. Rồi ok. Rồi ok. Mol sắt, mol FeSO4 thì bằng mol sắt đúng không? Mol sắt bằng bao nhiêu? Đâu rồi ta? Đây, mol sắt bằng 0,2 này, đúng không? 0,2 mol. Lý do bạn biết tại sao thầy dùng nhiều màu không? Để chúng ta phân biệt được cái lô này với lô kia. Nhưng mà đi thi bằng trình bày một màu thôi nha. Còn thầy thích trình bày về quyền thầy. Rồi mình sẽ lấy mol là 0,2 nhân cho m lớn của 56 cộng 32 cộng 16 nhân 4. Đây bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu gram? Bằng 30,4 à? Rồi ok, cảm ơn em. Rồi các bạn coi lại cái bài này. Đó, người ta cho phần trăm cũng xử lý được, cho tỷ lệ khối lượng cũng xử lý được, mà cho tỷ lệ mol cũng xử lý được. Mà tỷ lệ mol là chúng ta xử lý nó hơi bị rối đấy. Mà đúng là tỷ lệ mol là nó dễ nhất trong so với tỷ lệ khối lượng em nhé. Được chưa Đức ơi? Rồi các bạn khác đã hiểu thầy đang nói gì không nhỉ? Thầy chúng ta có bắt đầu ngôn ngữ không? Nếu bắt đầu ngôn ngữ thì thầy giảng lại. Rồi bạn Nguyên đâu? Bạn có hiểu không bạn Nguyên ơi? Rồi bạn thấy thầy giảng như thế nào? Sau những cái buổi bạn học thầy thì bạn cảm thấy thầy là phải người các bạn lựa chọn hợp lý với bạn Nguyên. Ok, vậy cảm ơn nhiều nha. Không có nói gì, chỉ biết cảm ơn thôi. Rồi, như vậy cái câu này nếu bạn không hỏi nữa, thầy xin phép dừng câu hỏi này lại nha.